cho mọi người nha. Và khi mà mình muốn gửi hàng mà người giao hàng họ tới tận nhà mình lấy để hàng á, thì mọi người vào cho mình cái app là iCoupon Tech Bear nha, vào App Store này hoặc là CH Play thì tải cho mình cái app iCoupon Tech Bear, cái đầu tiên nha mọi người. Rồi cái ứng dụng này nha mọi người, sau khi tải cái này về rồi thì mọi người mở lên cho mình. Bây giờ mình sẽ chọn cái đầu tiên nha. Login. Rồi ở đây nó sẽ có nhiều cái bảng giá cho mọi người chọn tùy theo cái cân nặng của mọi người nhé. Và thường thường thì mình sẽ chọn là cái nhỏ nhất. Cái này thì mọi người có thể ghi sang Pomion là cái tên của cái sản phẩm của mình đấy. Mình là đồ gì, tạp họa hay là mỹ phẩm hay là quần, thuốc hay gì đó. Thì mình ghi là tạp họa đi. Okay. Và cái giá cả thì ở đây là tối đa là 500.000 won nhé. Thì mình ghi 500.000 won luôn đi. Tiếp theo là ghi tên này, là cái người gửi. Số điện thoại. Tiếp theo là địa chỉ nhà mình. Phan Ninh Pun là cái người nhận. Số điện thoại người nhận. Địa chỉ người nhận. Ok, mà mình bấm chọc Suhaki nha. Rồi như vậy là đã xong nha mọi người.